ចាសសូមស្វាគមន៍សាស្ត្រាចារ្យថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ស្ត្រីនៅក្នុងព្រឹកនេះចាសស្ត្រីមេផ្ទះទាំងឡាយចាជាពិសេសគឺស្ត្រីចាដែលគាត់កំពុងតែបំពេញការងារនៅឯកទេសឋានតែម្ដងចានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកប្រកាសជាចាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភារកិច្ចចារបស់ស្ត្រីមេផ្ទះចាព្រោះថាភារកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការនោះតើតម្រូវឲ្យស្ត្រីមេផ្ទះយល់ដឹងបែបណា ចារិច្នេះនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងស្ត្រីចាមួយរូបចាដែលគាត់នឹងជម្រាបជូនពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងផ្ទះជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងធ្វើកិច្ចការផងនោះតើមានការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះសូមទៅជួបជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជារបស់លោកស្រីនាងកញ្ញានាងខ្ញុំបានចូល ចាអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានាងខ្ញុំបានចូលមកដល់កិច្ចការរបស់ម្ដាមឡៃឡាហើយហើយនៅក្នុងពេលនេះផងដែរក៏សូមចាជម្រាបជូនដល់អរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាចាក្នុងការដែលលោកអ្នកចារកបុគ្គលិកមកបម្រើការងារនៅក្នុងកិច្ចការរបស់លោកអ្នកចាជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអ្នកតែងតែមានផលវិបាកនៅក្នុងការដែលជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលល្អនិងមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់លោកអ្នកក៏ដូចជាការថែទាំ កិច្ចការរបស់លោកអ្នកឲ្យមានយូរឲ្យមានអាយុយូរអង្វែងផងដែរចានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏សូមចាធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងម្ដាមឡៃឡាចាដែលគាត់ជាមេផ្ទះចាដល់ចំណាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាគាត់គឺជាជនជាតិអូស្ត្រាលីចានៅក្នុងនោះនាងខ្ញុំនឹងបកប្រែជូនទស្សនិកជននៅក្នុងការដែលនាងខ្ញុំធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនឹងគាត់ចាចង់ដឹងថាការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅក្នុងកិច្ចការនីមួយៗតើមានជួបផលវិបាកអ្វីខ្លះព្
ban thôi cả du ông vay nơi nông kia thang là bọc quạt tề bên tai sẽ trai khá bắt chơi rồi bọc lực trả đại miên bắp bì sọt khu một ruộng nơi trả phơi cả bầm ra cả nghe nơi nông kia thang là bọc quạt tai bộ quạt đôi chim ban nơi du nơi nông kia thang là bọc quạt tai cái ở ní một bì mua là hai đôi trả nơi nông bên ní sông chuột chim mồi nương lục sậy lai lá nương miên khiêm đôi tọt tại trả trả chim đẹp xưa lục sậy trả sọc sờ bái trả sọc sờ bái lục sậy check mai trả nè trả lục sậy miên khiêm một bì cam bì cam đất sậy trả từ sathami tutu ctn dương miên nơi nông dương miên phơi cam bì cam đất sậy cam bì là bọc dương cứ phơi đầm bì chai chun trả cầm nứt nương bắp bì sọt xem chạy chun đó sợi dây mềm đẹp bỏ dương chả hai nơi khung có miền sợi dây đã cướp cong nơi khung càng mềm đẹp còn đại chả chân nơi khung ngày nay miền trung sông xưa đẹp dây lục dây chả nơi sông núi pi bay đại tiện tôn chỉ mùi nơi bầm ra càng nghe nơi khung kề than bỏ lục dây chả lục dây mua lai la chân đấy chả cứ bự mình té má chả lúc xây nơi bờ tây Campuchia phần màn chnam hay pram chnam hay bản dứa nó lúc xây cho chật bờ tây Campuchia chả mai chả đại chả nơi nông kê than là bao lúc xây miền bốc lực phần màn nhẹ đáy thôi cả nơi tin ní how many staff you have working with you here? I have three house staff and one driver. Chạm bốc lực nơi nông kẻ thàn ấy cứ miền buồn nhé cứ tìm muối cứ nè cục cồn nơi nông kẻ thàn là bọn niềm khiếm hai tìm pí cứ quạt hàng này chấm bánh mà hốt tìm bấy cứ cả cứ nè đầy mưa cốn hay nâng tìm buôn cứ sập bò lạng chạm bốc lực nơi nông kẻ thàn là bọn lục sấy cứ quạt phơi cà phần màn thay không mùi sập đá hai nông mùi thay quạt phơi cà phần màn nào they work 5.5 days a week. Chà phụ quạt phơi cà trăm ngày cần là không mùi sập đá phân man máu không mùi ngày how many hours eight hours chà không mùi ngày phụ quạt phơi cà trăm bảy máu chà bốc lực bay bầm ra cà nhiên được không kẻ than bao lục sợi ní cứ phụ quạt miên cà bận đồ mà đa bị khang cai một rồi chỉ sát ưng co lục sợi bằng riêng quạt được không kẻ than này tại mà đó They came with experience. Chà nơi miền khiêm từ tuổi bàn phụ quạt một thời gian nơi tìm ý cứ sắp tài quạt tạm ọc nghiêm miền bọc bì sao mà nông ca nghe đại quạt thơ riêng riêng khuôn đôi chì này chồng thấy quạt chạy sạp hơi có bằng tay miền khiêm bàn bằng riêng quạt bằng thay bì lơ nâng tiết đôi chì mà hộp bà hà đại miền khiêm đại khiêm từ tuổi tiền à há cứ miền khiêm chồng bàn mà hộp bà hà với nước miền khiêm bằng hạt quạt bằng thay bì lơ nâng tiết chả nâng ở vậy xem tiền đại lực đại niên khiêm riêng chọn nơi không kể tháng cứ khiêm bằng riêng gọi bằng thay tiền với đại đại khiêm chủ chặt chắc xin mua trong cái niên khiêm chọn bằng kỳ lục sấy ta lục sấy miền ở làm như nào đấy nơi không cả đại lục sấy thưa ca chỉ mùi nâng bị chỉ chôn khmai
It was very difficult at the beginning because when I hired my staff, they had little English. But I didn't really bother me. The number one priority that we were looking for was trust. ពីដំបូងនេះខ្ញុំមានការពិបាកនៅក្នុងការដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងណាព្រោះថាគាត់ពុំសូវចេះភាសាអង់គ្លេសចាហើយនៅក្នុងខ្ញុំក៏បានបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ចាបន្ថែមទៅលើនឹងហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំបានបញ្ជូនគាត់ទៅរៀននៅសាលាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ប៉ុន្តែអ្នកចុងភៅរបស់នាងខ្ញុំគឺគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសស្រេចអញ្ចឹងមានការងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលនាងខ្ញុំនិយាយរាល់ការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗហើយមួយវិញទៀតកូនរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំមានកូន4នាក់ទាំងអស់ចាហើយកូនរបស់នាងខ្ញុំគឺចូលចិត្តរស់នៅជាមួយពួកគាត់ហើយពួកគាត់ពេញចិត្តនៅអ្វីដែលបុគ្គលិករបស់នាងខ្ញុំបម្រើការងារនៅក្នុងទីនេះចាពីមុនពិបាកមែនតែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានការងារស្រួលមែនតែនដោយសារពួកគាត់យល់អំពីអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់បានចាឥឡូវនាងខ្ញុំសូមទៅជួបបុគ្គលិកទាំង3នាក់របស់លោកស្រីចាអរគុណចាអរគុណច្រើនលោកស្រីចាចាអរលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញានៅក្នុងពេលនេះសូមជួបជាមួយនឹងបងស្រីអ៊ុំសមាលីចាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីឡៃឡាចង់ដឹងថាភារកិច្ចរបស់គាត់មានតួនាទីអ្វីខ្លះនៅក្នុងការដែលគាត់បំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ចាសូមជួបជាមួយគាត់នៅក្នុងពេលជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរចាបងម៉ាលីសុខសប្បាយបងចាសុខសប្បាយចាបងម៉ាលីមានតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគេហដ្ឋាននេះមិនចឹងទេបងចាចាបងធ្វើការនៅគេហដ្ឋានរបស់ម្ដាមឡៃឡានេះប្រហែលឆ្នាំហើយ4ឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងណាយូរដែរណាចាព្រោះថាគាត់មកនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដូច5ឆ្នាំហើយចាអញ្ចឹង4ឆ្នាំអញ្ចឹងកិច្ចការនៅក្នុងគេហដ្ឋានមួយនេះតើបងស្រីដូចថាជាយើងមានការវិភាគមានអីច្បាស់លាស់ទេនៅក្នុងការដែលយើងបំពេញការងារនីមួយៗប្រចាំថ្ងៃនេះចាមានការវិភាគពេលនៅដំណើរឡើងខ្ញុំចូលមកតាមមើលការខុសត្រូវតាមក្រៅផ្ទះចាតើមានតំបងអីខ្លះចាសម្អាតអីជុំវិញផ្ទះហើយបើនឹងចូលខាងក្នុងផ្ទះចាមើលកន្លែងចុងភៅចាតើមាននៅក្មេងគាត់ហូបពេលខ្លះពេលព្រឹកចាអាហារពេលព្រឹកចាប្រមូលដាក់ក្នុងឡានបងទុកឲ្យចំពោះគេសម្អាតចាចាមើលរួចហើយបើនឹងចាប់ដើមឡើងទៅលើចារៀបបន្ទប់គេរបស់គាត់ចាចាយកខោអាវមកដាក់បោកគក់ចាហើយត្រឡប់ទៅវិញចាបោកអីចឹងទៅសម្អាតបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងសុំកាត់បងតិចអញ្ចឹងមិនគ្រាន់តែជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគេហដ្ឋាននេះទេគឺបងគ្រប់គ្រងផងបងធ្វើការខ្លួនឯងផងចាអញ្ចឹងចាសុំបងបន្តទៀតចារួចហើយគ្រឿងបន្ទប់ទឹកហើយខ្ញុំជួយតុបគូហើយសម្អាតចុះមកខាងក្រៅចាធ្វើដូចទៅខាងលើដែរចាចាគឺយើងសម្អាតមើលឲ្យបុគ្គលិកមកបន្តទៀតក៏មើលគាត់កន្លែងណាចន្លោះខុសគាត់ភ្លេចឬអីប្រាប់គាត់តាមចាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការដែលបងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងធ្វើការប្រមាណម៉ោងដែរ8ម៉ោង8ម៉ោងមួយសប្តាហ៍យើងធ្វើប្រមាណថ្ងៃ5ថ្ងៃកន្លះអញ្ចឹងយើងពេលគាត់លវលឬក៏ចាំបាច់អីក៏ជួយតាមមកជួយគាត់តាមនឹងទៅចាហើយនៅក្នុងការដែលស្នាក់នៅតើបងស្នាក់នៅទីនេះតែម្ដងឬក៏បងគាត់នៅមកធ្វើការទេហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលទៅចប់ការងារចាខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាអត់គេនៅនឹងទេណាចាភាគច្រើនគឺជំនឿចិត្តគេអត់ដែរគេយ៉ាងណាចាគេចង់ឲ្យមានដូចថាសេចក្តីសុខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេដែរមែនទេបងចាអញ្ចឹងចំពោះការដែលឈប់សម្រាកវិញតើក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ឲ្យយើងឈប់សម្រាកប្រហែលថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំគាត់ហូដេកូនអត់ទៅសាលាគាត់សម្រាកទៅស្រុកណាណាប៉ុណ្ណាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងដែរអូចាឬក៏ចាំបាច់ខ្ញុំមកមើលយូរម្ដងអីចាគាត់ប្រាប់ចឹងអូចាទឹកចាពីរដងឬក៏ម្ដងអីចឹងចាចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់កូនគាត់វាកងអីចឹងគាត់ទៅស្រុកក្រៅបងបានសម្រាកចាបានអត់មានធ្វើការទេអូអញ្ចឹងជួបរាល់បុណ្យទានម្ដងការដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌអីហ្នឹងតើបងមានការសម្រាកដែរទេចាសម្រាកចាព្រោះថា
bồn thống dương thời ta sầm rã nên ấy cha bồn bập bênh ni khmai dương dương ọt chào lấy tầm nhìn tầm lọp nâng cha ta anh ta xua ta thờ ca mà ngay ấy chẳng cha cho sẵn chân cho sẵn khmai cha bông dương dương nà đai chân phù ạ chịp nơi khnông ca bầm ra ca nghiên nơi khnông kia thàn ní dương kết tha ca nghiên ní là ô sầm lạp sạch trầy khmai dương cha trầy tạch chạp cục khmai cha ở phía trường sạch trầy khmai dương xây dựng ban chạp cục khu ấy cha dương ban hiện ban thẩm nắng dương ạch thu ca nghiên phần mạng ban cha ní khnông kết tha ạ chịp đại dương bẩm ra ca nghe nơi khung kia than nếu cứ mình chia ca nghe ấy để thao tiếp ấy pru tha chỉ ca nghe đỏ lõm mũi pru tha chấm nét đơn ấy nó bây để dương che cái ca nơi khung kia tới cứ dương ai thưa vậy với ban chấm lại cha pru tha cái ca này mũi mũi bớt sân thì dương mình ban thưa ở ban cho ban đó trong tư thế cứ dương ai mình miền plot nhiệt mẹ nói bó cha chứ ca tụi mẹ nong rồi viên bộc lực mình bộc lực đôi khía ta bông miên bờ say để tôm miên man lỏ lỏ cha ấp bài chụp tổ ấp đi chân này thế cứ ở đây nó cha chỗ chân này bờ say để tôm đồ viên cho vài nừng bọc lực vĩnh ta bông vô dạng nào đấy quạt miên ta tầm đẹp nong lỏ chụp mũi bông tí hay nừng bọc lực đập tay đại tí cha lỏ quạt miên ta tầm đẹp tầm nong lỏ quạt chụp bọc tôm quạt chụp ở đây nung của quạt vô là chia tay còn cha đo con mai dương cha quật cực cụ chớm chui bùng lục rồng cha làm bị ta ơi mà cha bong tam miên chụp phò bị bại là thế nơi không cả bằng ba càng nhiều nơi không kẻ tham người đi đôi chỉ cả cục còn bộc lơ đôi chỉ cả đại dương thưa cái cả rót ngay ở toàn bề về lia vậy đại chơi vai để bao dương quật đạo dương thưa dương thời tật thưa cái cả nên cha ở càng nhiều là bọc nhom đi tha xuống cũng vì mình xuống tha bảo và ấy thôi mà ta càng nghe tiếng thưa chế oi cha thầy rồi bọn cha miền nông miền kéo miền đi miền lúc tàu thông chỉ chân thưa bà đá cất bà đá bữa tha thưa ấp cất càng nghe đang bị ọt lọ thì cha thầy thầy có ọt chọc tiệt nhưng thưa bà đá nhưng mưa màu bà đá bữa khi mình bánh chọc ọt miền màu cực tiệt cha ọt bánh chọc tế màu bảy cha nhưng thưa bà đá nhưng cất bà đá nhưng miền ấy khá ấy tôi đang tìm thấy mẹ đo màu bay nó cứ chọc cha trong bề đại bong phơ chỉ riêng rồi ngày nó cứ bong thử mà đo pin bật láng thử chặt nó dương miên cao thì miên cao thì không chặt cha miên vui cha hay dương phơ tơ tam với đại dương dương miên cao thì được nồng được nồng vì thà lỡ ngày nó dương máu của tam thọ đá stray mệt té dương đắng ấy nó rồi bắt dương mà đó dương thử cha một mình chân ấy trong bong chỉ nên chỉ ca thử phơ cái ca nâng tập bông kia tập bông tập tam nâng cái ca để ọt hái cứ nơi phơ tỏ hời cha cha dương ọt ai tục bằng ọt ngày sai kia tê cha ọt quân bông sợi cha trong cao tập bông sợi miền bị ở vậy tam bích nhà đào sợi tây miền tây bảo dương cọt đôi chip ôn phun dương vật tây nâng sợi tây đài quạt miền ở chip đôi chip bông sợi đài cha chị trong cao ấy nhưng sôm tam nhà từ sợi tây ra miền ở chip đôi chip miền nhóm này thương mình bà cọp ca nghe từ chế ạp bọt mút chất nhưng cơ tha ca nghe đi chỉ ca nghe mùi là bị xe lăng lạc sạc lạp sạp hiệp như đi bà cọp chỉ biểu chiến nghiêng khả nhóm đi bố ấy thoa mặt đá ấy không tên mùi mùi nguyên thuộc sản phẩm trái cha để thử thay là xa bê quạt trên tới tân tha tha là bó tu tân na là bó hộ đó là bó thông cha mưa sọc bài vàng tăng ọ cha và bê khá nhỏ mình bê kết rương cho khuôn ai cha bố kết tha ngày nâng hói nâng sai tiết thở kết ấy cha 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 trời ơi đôi chị kịch ca mui đài sự trời chùm mui đài quạt phương ca nơi khung ca rìa lại chân cha khiêm vô bìa rộng rồi bò bòn bố tha sự trời đài quạt phương ca nghe nơi khẳng kháu nâng sự trời đài quạt phương ca nghe nơi khung tía ốc khó nghe bà má này bằng tay bà dương này dê ở trâm trâu tới sự trời đài quạt phương ca nơi khung kẻ than nó cứ quạt phương ca chả ăn chuyên sự trời đài quạt phương ca nơi khẳng kháu bố tha quạt trời kết thật ngay đi trời chùm ân hộp hà ấy trời phương ấy trời riêng trong ấy hai đầm bay ao chè vài mà đò kẻ than quạt khơi kẻ than bỏ dương sát riết trong tục đạ bàn là ó cứ quạt sờ bài chặt tên dương quạt sờ bài chặt đài con tai pê đại dương thưa cái ca mui đại khóc mà giang khóc từ lưỡi mũi dương tụ bạ chặt mình chân ấy
chà cô ở ngoài chợ cứ một mốc nâng mà chà chà chân ngặt ấy tê chà cô thà cái ca này cứ bây giờ mình về chồng tới sợi dây khác quạt tai được cái thà cứ chỉ ca nghe đài mình là o sản phẩm sợi dây mua chấm tay chấm phù niệm khi ông niệm chung cái thà sợi cái ca này cứ là o mà sản phẩm sợi dây mới tay dương cô thà như chỉ mục chấm niệm là bao dương bật bạc cọt và sân chia dương mình miên mục chấm niệm bật bạc cọt nhẹ khá đại quạt từ sông tiền kề nơi tam chân trái thọ cho hai ấy quạt mình đô thà quạt từ sông cái ca nghe thôi được tiền tới có ok bằng hạt mình liền quạt tới chăm bách từ sông tiền nơi tam chân trái thọ tại mình chân đấy bạn chả khi chúng tôi nên khiêm khiêm group nên ao tầm lại từ lâu cái cả đại sự tới đại quạt thôi được không kẻ này chả bằng sợi nhìn là bài bản thay tiền đấy chả trong cái khiêm liên tiền bịch bản thay bản tách đại xa mà đam lây la còn tiếng ở đây là bằng quạt này bằng chui khiêm chỉ ra vì nguồn màu để khiêm tiền để khiêm ọt đôi chân hát khiêm mình phải cùng quạt tên chả ở đây để quạt chui khiêm là mũi càng nghe lên nhung thừa tới đôi mình luôn chết tân à sẽ làm chà tập chà chà làm tên chà chà ao quân bom mali chà ao quân chà ao lục lục sợi nên cái nhà bắt sinh tia đàn nhung nhung bàn chà sinh tia chim bom sợi somali cứ khơi thả chà tràn hai chà hai có sừng cầm thả bị bịch tai nhung nhung bàn dễ nơi không tên đi lục nhẹ nâng bàn chà chìa hai có sản phẩm sợi dây đài miên là chip đôi chỉ quạt nữa cha có ai dọc tận quạt nơi bị pick ở đây đài lục kịch tha chỉ bắt bị sao tầm khăn tầm khăn sản phẩm dọc tận quạt nơi không càng nghe được bằng lục mẹ đi phong đài cha lục lục sợi nên cái nhà cầm thì bàn một đôi thì mình chạm hái ở quân ở lục lục sợi nên cha đặt bàn tạm bàn cầm thì cầm đặt sợi dây tăng pi đập bông thuật đào chập ở quân đào hàng lụa sinh vật ba lần đi đặt bàn đào sinh vật sản phẩm nên khiếm cha hai lục mẹ complete tạm bàn cầm thì cầm đặt sợi dây nơi vẽ đặt bàn nên khiếm nơi ngày ai bận tỏ tiệt vô thang dơ nông chút chìm người nâng trong thơ đo chậm nán nơi không kể thang đi phong đài nơi không tới đi xô bong vai rằm lúc nãy chút chìm người nhìn chung nơi ai xung yêu bình chào ở lúc xây nên nền cả nhà bắt xâm phía đại nền chung bàn xâm phía chìm người nâng bong xây ông xâm mà lì ẩm bánh mê ní cứ dương khơi thà bắt bị sao tiếng lai chà đại bong xây ông xâm mà lì bàn chìm biếp chún cứ mình nghe sử tế tùm rộm tại quạt bàn khai chì bà thiên bà thà quạt chì nạ cục rộng bộc lực bày nạ tiệt chà đại nơi khung núi miền nè chấm ăn một hộp hà nè mờ cô nè bạc bò phong đài chà bà sân chì dương thưa một bàn đặt đào tế cái cà tiếng ở ní nâng ai trơ ngọt จ้านี่ดิจิประปอนตําปะเตอลูกเนี่ยประกอบจะชื่อว่าตังกวนแต่กิจการงานในក្នុងផ្ទះចាំបាច់មានអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើអីតําពិតចាកិច្ចការងារអីក៏ដោយនៅក្នុងផ្ទះត្រូវមានប្រធានផ្នែកមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ជាថាអ្នកនោះធ្វើអីតួនាទីអ្នកបើកឡានធ្វើអីទៅតួនាទីអ្នកសមាជិកផ្ទះធ្វើអីចាត្រូវបងអ្នកខ្លះគាត់អត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរកអ្នកបំមុខបំពេញការងារទេគាត់ធ្វើអីដែលខ្លួនឯងចានេះក៏ជាកិច្ចការមួយដែលធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះនឹងរលូនដែរព្រោះថាគាត់មានគាត់វិភាគច្បាស់លាស់ចាកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺដដែលដដែលទេចាកិច្ចការផ្ទះមិនដូចកិច្ចការនៅក្នុងការិយាល័យទេចាការិយាល័យយើងមានមុខងារធ្វើវាអាចស្អែកផ្សេងចាមានការបដូរទៅប៉ុន្តែនៅតាមគេហដ្ឋានគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានធ្វើអីមានតែសម្អាតគេហដ្ឋានចំណិនអាហារមើលកូនហើយនឹងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅក្នុងគេហដ្ឋានហ្នឹងឲ្យបានគង់វង្សចាហើយមួយវិញទៀតការដែលយើងចែកការវិភាគច្បាស់លាស់នេះដោយសារគេហដ្ឋានហ្នឹងធំចាហើយគឺត្រូវមានការវិភាគច្បាស់លាស់ហើយគាត់មានកូនច្រើនទៀតចាកូនដល់ទៅ4នាក់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានការវិភាគឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយបុគ្គលិកម្នាក់ៗគឺដឹងពីភារកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនម្នាក់ៗចា៎នោះទៅមិនច្រណែននេះព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់ចែកការងារច្បាស់លាស់ទេគឺគាត់អាចប្រចាំគ្នាមិនអញ្ចឹងណាចាត្រូវហើយចាដូចគេហថាអ្នកខ្លះគឺថាគាត់ដោយអូនបាននិយាយគាត់ធ្វើកិច្ចការខ្លួនឯងដូច្នេះពេលខ្លះយើងគិតថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនជាយើងអាចចំណាយពេលវេលារបស់យើងទៅធ្វើកិច្ចការផ្សេងឬក៏ប្រកបមុខរបរអ្វីផ្សេងទុកកិច្ចការនឹងឲ្យអ្នកដែលគេមានជំនាញខាងហ្នឹងគេធ្វើទៅយើងគ្រាន់តែមើលពីលើទៅតែនេះគឺយើងមិនសូវហត់ទេមិនអញ្ចឹងទេចានេះខ្ញុំជួបប្រទះស្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់ពិបាកខ្លាំងគាត់តែងតែត្អូញត្អែថាគាត់មិនសូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ចំពោះខ្លួនឯងដោយសារតែគាត់ត្រូវតែមើលកូនផងគាត់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចការផ្ទះនោះផងបានន័យថាគាត់ជាស្ត្រីមេផ្ទះពេញទំហឹងហើយព្រោះថាគាត់មិនបានធ្វើកិច្ចការនៅឯខាងក្រៅចាដូច្នេះ
tôi chỉ giang na cả đói dương cả trời miền nẹt chầm nuôi cả là đai miền chân nghe ủa chả đồng bay cả mọi khuôn ai nâng về hot khăn phê chả dương trời miền tây về lìa sầm rập khuôn ai là ru tha trong này dây tham miền prà thời che cha tại che prà mình nuôi mẹ khác quạt đặt che prà mình nuôi té từ tha quạt miền đằng tha quạt miền prà miền ấy quạt đằng tha từ prà mình nuôi nhặt mà chơi chơi với sét trời đại quạt về mình chả quạt đằng tháng cái này nít art art cái này mình art art chân bữa art này thấy dương miền nẹt mê cục cồn muối mê cà muối đằng tha cái này nhi mình sạch tiền chứ người trời thật thưa rằng là ao mưa tới miền anh nằm máy anh miền phà sọc kẹp lo nơi con kẹt dưới này phong cha ông quân cho cụ bóng bò đại thằng này lựu dầu pì cái càng nghe đại nẹt cục cồn cha đại miền tu nịt đi nơi con cá bóng bình càng nghe tam cây ở than cha thắt tai dương miền bắc quan này cá cục cồn như là cha ngày sai miền bản to khâm cha cha ngày sai miền bản to khâm sa nịt tiết rồi ta dương bản toàn ở việt cái tê phù nhị chung nơi sông phía chung nơi bắc quan lập sinh chơi bản to tiết ព្រោះថាមួយទៀតគឺអ្វីដែលបងស្រីសមាលីបានផ្ដាំផ្ញើហ្នឹងគឺកិច្ចការទាំងអស់នេះអ្នកខ្លះតែងតែគិតថាជាកិច្ចការមួយដែលថោកទាបចាតាមពិតគឺមិនមែនទេស្ត្រីដែលគាត់ចេះទៅលើកិច្ចការនេះច្បាស់លាស់គឺគេគោរពចាត្រូវហើយចវាយនឹងគោរពគាត់ចាហើយគាត់ក៏បានប្រាក់ខែគឺដែរចាចាដែរបើសិនជាយើងចេះការងារនេះច្បាស់លាស់ចាចាហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់អាចនឹងធ្វើឲ្យចវាយនេះត្រូវចិត្តគាត់មានប្រាក់បន្ថែមគេហៅប្រាក់លើកទឹកចិត្តចាចារាល់ពេលកម្មវិធីបុណ្យទាននេះមួយចាចានេះក៏ជាការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈខ្នាតទូមួយដែរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារចាហើយនៅមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់ចាកន្លែងធ្វើការឬក៏ចានៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងមិនចឹងបងចាចាចាអរគុណចាអត្តបទរបស់នាងខ្ញុំនៅតែបង្ហាញជូនជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គក្រោយអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនមកតិចទៀតវិលជួបគ្នាវិញ